Perché no? Che no, chúng ta là sản xuất của nó gì? Nó làm cho cố tình nó rớt để mà nè. Mà hư là mua cái mới. Đấy, không phải cái gì mình cũng đối xử cho Trung Quốc thì nó tội hết cho người Trung Quốc chứ xem. Cái gì nó cũng làm ẩu tả hết trơn. Ê, sáng nay gì cái mạng mà nó làm cho mất hết thời giờ một chút, quý vị cảm thông cho tôi nghe. Cho nên kể mình từ từ mình cố gắng mình học đó. Rồi bây giờ cái chỗ nào để câu lại nữa đây. Wow, chỗ nào để câu lại ở đây? Mít đại chúng nghe có rõ chưa quý vị quan thị? Bởi vì có của mà không xài thì cũng của. Mà nó cái mạng mà nó làm cho tôi cũng lằng nhằng giết. Cho đạo hữu Sơn Bùi con hỉ cho biết coi cái âm thanh nó có rõ chưa. Đầu chúng ta học tôi giờ uống nước cái lá như thế này, lá ổi, lá xả, lá tía tô rồi nó bỏ vô nấu uống. Chưa thấy gì nào cầm nghe thì tôi cái âm thanh là mọi cái đó có rõ chưa. Mình học. Ồ, vậy là rõ rồi, mừng rồi. Rồi vậy là không có lo lắng nữa. Vì thấy có đồng hồ hứa là sẽ chỉnh lại gắn rõ ràng. Tôi chỉ ngồi tôi giảng thôi. Mà quý vị hứa mà cũng chưa có làm xong tôi dùng vụ đó nữa. Kính thưa toàn thể đại chúng, nếu thuộc gần xa kính mến, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2023, là kỳ thứ 33. Chúng ta học có tác phẩm là Thập Mục Ngu Đồ. Thì bữa nay nữa thì ta tạm thời ngưng cái vấn đề mà nói về các cái lời tựa, lời giảng luận, lời trình tấu với của thiền sư Quảng Trí với nhà vua. Và bắt đầu kỳ tới chúng ta học tiếp tục cái bức tranh thứ sáu. Bức tranh này, chúng ta tranh này, tôi nói là bức tranh. Tôi nhớ hồi tôi đi học thì quý hòa thượng nhắc nhở là người giảng sư là phải nói rõ chữ nào nghĩa đó, nói rõ từng chữ chứ không có dù có bức tranh. Sở dĩ ngày nay có nhiều vị giảng sư chắc là mới giảng hay là theo cái phong trào cũng nói danh từ đất vậy, chứ thật sự ra thì mình nếu phong cách của một vị giảng sư mà phát ngôn mà cái không có rõ chữ thì nó khiếm khuyết nhiều lắm. Tất cả nó nói lên một cái sự cái quá trình tôi luyện, quá trình đào tạo, quá trình học hỏi, quá trình thực tập, quá trình giáo dục. Như mới bước chân vào chùa, ví dụ như
nó bước chân vào chùa thì làm được cái việc thấy nó đơn giản, nhưng mà nó không có giản đơn lúc nào. Có nghĩa là gì thấy đơn giản là sao? Là mới bước lên một bước cái vào chùa, ví dụ như là sáng ngủ dậy phải xếp cái mền cho ngay ngắn lại, trước khi đi ngủ phải dâng cái màn, cái mùng cho nó bốn góc bằng đều nhau, rồi đôi dép lên giường phải kêu gửi chiếc lên giường phải để cho hai chiếc dép nó bằng nhau, nó ngay thẳng vân vân, những cái đó đó. Nhưng mà ban đầu tôi nói sao người tu sao nó rắc rối chi những cái lạc nhạc vậy. Nhưng mà các vị biết những cái đó mà nó nói lên cái tinh thần của cái Phật giáo rất lớn, cái sự thực tập rất lớn. Tôi thì không có được cái môi trường mà gọi là quá nghiêm ngặt, tại vì hồi tôi xuất gia chỉ có một thầy một trò. Thầy tôi thì người nhà quê hút thuốc quanh năm, hút thuốc nam. Tôi thì tối ngày lo cặm cụi chặt thuốc, rồi lo vừa công phu hành trì vừa học, cho nên vậy mà nó chỉ là cái môi trường vừa phải thôi. Nhưng mà được cái là có học được cái môi trường, thầy có đưa sách ra cho học từng chương từng câu, cho nên như vậy mà nó không đến nỗi là quá ư là thô thiển. Nhưng mà lắm lúc á thì tôi cũng tự thấy mình còn thô thiển. Dù mình không có ư là thô thiển, nhưng mà tôi cũng tự thấy mình là thô thiển. Là thô thiển là cách sao là quý vị biết rồi, là nghĩa là tôi nhiều khi cái cách nói kia nó không có kiểm soát lại mình, không kiểm soát được mình, cho nên mình gọi là mình thô thiển. Hoặc giả là cái đi đứng của tôi nó chưa có được mà gọi là tề chỉnh trang nghiêm, nó không có được mà nhẹ nhàng. Tôi biết điều đó, thật sự ra là tôi biết điều đó, tôi biết tôi còn khiếm khuyết điều đó. Hơn nữa cộng với cái nghiệp của mình, cái tập khí của mình, nó vốn là danh nhẹn, nó vốn là đãi vui, lắm khi nó cũng làm cho con người mình nó quên chính mình cũng có. Thật sự tôi biết hết, nhưng mà có khi mình chưa có thực tập được mà thôi. Và các vị cũng cảm thông cho tôi, những ai mà đã nghe tôi nhiều năm rồi đã xin một điều rằng cảm thông cho tôi. Bây giờ tôi cũng cố gắng, chứ không phải là nói vậy là nghĩa là tôi nghĩ rằng bây giờ mình không cần gì khác, không phải. Cũng cố gắng, cũng làm sao cho mình có được những cái duyên lành, chủng tử, cũng có gì đó để cho người ta thương. Chứ không phải rồi để nói phan ngang bữa củi, coi như trời không sợ, đất không sợ, rồi coi người không ra gì, thì thật sự tôi không có điều đó. Tôi nói thẳng các Phật tử là tôi không có điều đó. Cho nên các vị cũng đừng có quan hỷ khi mà có hờn, có trách gì đó, cũng đừng có vội vàng một sớm một chiều. Hơn nữa thì sẵn đây tôi nói luôn đó là có một số vị lại tôi không nói ai, coi như là không có được quan hỷ, là ý nó rằng là cái gì đây, nó muốn trở lại cái ban đầu cũng biết ở đâu mà trở nữa rồi. Thế tôi nói từ đây nó rắc rối vậy đó. Đó là cái trở lại cái ban đầu cũng biết đâu mà trở, phải xóa ra cái đi. Mấy cái số nó rủi thủi, cái số nó một mình rủi thủi. Tôi nói nhiều vị nói nghe mấy bài giảng tôi rồi góp ý. Thật sự là nếu những ai mà nghe nhiều năm rồi đó thì nhớ rằng tôi có thường hay nói một câu rằng là tôi không thích ai, không thích ai góp ý về cái việc hoằng pháp của tôi. Thí dụ về cá nhân góp ý tôi nghe, cá nhân đó là thầy ở sao thầy tu mà sao thầy nóng nảy, hay là thầy không có
tập lại cho mình nhẹ nhàng hay là kia nọ đó, à, hay là thầy nói chuyện nó không lịch sự, dụ như nói chuyện bình thường, thì các vị góp ý tôi nghe. Còn cái chuyện mà giảng dạy á, một là quý vị phải chấp nhận là phải vì lý do gì tôi nói như vậy. Cái thứ hai là không đồng ý, không chấp nhận, không thuận theo, không bằng lòng theo, không có chấp nhận nghe những lời tôi nói thì xin đừng nghe. Như vậy là không có tạo cái nghiệp với tôi. Còn mà cái người mà nó không thích ở bên ngoài, nó chửi bới, nó câu cái chuyện rất là bình thường. Tôi coi như cái những cái thứ thành phần đó gọi là chó sủa tranh. Ở bên Mỹ nó có danh từ là chó sủa tranh. Tôi xin cáo lỗi với đại chúng rằng cái gì đừng nói sao cái gì thầy khó chịu quá, thầy đem thầy trút lên đầu cho những người muốn nghe thầy nói pháp chứ không muốn nghe thầy chửi. Nhưng mà bởi vì lâu lâu cũng có những một hai thành phần, khi mà nghe được một hai bài giảng tôi rồi cũng tâm đắc, rồi tâm đắc đó là cái mới môi ra những cái điều mà để ý kiến ý cò. Như vậy không nên. Một là nghe và chấp nhận, bởi vì khi tôi ngồi trong bục giảng như thế này là tôi đã biết tôi nói cái gì rồi. Một khi tôi nói cái gì lỡ lời là tôi đã biết rồi. Cái điều gì tôi có thể hạn chế lại tôi đã biết rồi. Các vị không nên góp ý cái chuyện mà hoàn pháp của tôi. Bởi vì cái hoàn pháp của tôi không phải là 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà tôi đi giảng từ năm 1996 tới bây giờ. Tất cả những huynh đệ nào mà từng học chung với tôi ở trường Phật học khóa 3 cơ bản của Vĩnh Nghiêm cho tới khóa 3 cao đẳng của Vĩnh Nghiêm, trường Phật học Sài Gòn, trung cấp Phật học cho tới cao đẳng Phật học, đều biết là ngày xưa tôi từng là học sinh mà cũng là từng là đi làm thầy giáo thọ từ bây giờ. Nhưng mà chẳng qua gì cái thời thế tôi nó không có nghĩa là tôi gọi là sanh bất phùng thờ. Vì tôi không cúi đầu, tôi không nô lệ, tôi không đi bằng bốn chân. Nói thẳng là tôi không đi bằng bốn chân. Cho nên tôi mới chịu bầm dập, tôi mới chịu trôi nổi và tôi mới lăn lộn 13 năm nơi đất khách quê người như thế này. Tôi đau lắm chứ. Tôi xót xa lắm chứ. Tại sao mình được đào tạo, được giáo dục, được dạy dỗ mà mình không đóng góp cho quê hương mình? Tôi không đủ cái chính trị, tôi không đủ gì nhiều về cái mặt của xã hội. Tôi chỉ nói trong nội quy đạo tôi. Rồi khi đi qua bên này ôm một hoài bão lớn chứ mới ra đi chứ. Những cái chuyện lăng nhăng lứt dứt, chuyện rất tầm thường, nhưng mà lý tưởng là phải hoài bão mới ra đi, là mong đem tiếng chuông lên đánh xứ người. Nhưng mà rồi trâu cột nó bị ấm ghét trâu ăn. Và rồi cái nghiệp của mình nó vẫn đưa đẩy mình 8 năm ăn nhờ ở đậu, bám víu nương cậy, nhưng mà không làm theo, chứ quá không làm theo, chỉ làm theo cái lý tưởng của mình. Vì vậy mà mới tới ngày hôm nay đó chứ. Thành ra ví dụ như Phật tử bắt lỗi tôi nói tại sao thầy tu mà thầy giảng rồi thầy cạo đầu cho nó mát, cái câu đó nó không có nhầm nhò gì chứ đó. Bởi vì ngày xưa có nhiều vị tiền bối, ngày xưa có nhiều vị gọi là bắt chặt hay gọi là gút mắt vô hỏi chứ dạ xưa thầy tu lâu chưa, ông nói tôi chưa xuất gia ngày nào. Thành ra tôi nói các Phật tử á, những Phật tử nào nhất là tín nữ á, thích mà cái yêu dịu, thích ngọt ngào, thích mềm mại thì cứ theo Tệ Hại nè, Phước Tiến nè, Pháp Hòa nè, tôi chỉ thẳng ra là những quý danh của cái các thầy đó. Thiện Thuận nè đó, theo mấy thầy đó mà nghe. Rồi như cái tôi là tôi có cái phong cách của riêng tôi. Còn các vị mà có cảm tình với thầy nào không biết mà lỡ tôi đó đụng chạm xúc phạm tới thầy mà các vị tin tưởng á, thì một là các vị phải quán chiếu câu thầy nói đúng không, hai là các vị đừng nghe tôi nữa, vậy thôi. Không ai bắt buộc cái gì phải nghe.
Vì tôi nói đây là nói đến cộng đồng, nói đến diễn đàn. Thành ra ai có duyên thì nghe, không duyên thì sao không có duyên. Không bắt ai phải nghe, không dòi nhét ai phải nghe. Mà nghe Phật Pháp là phải có văn như tư, tư như tu. Nghe Phật Pháp là phải có chấp nhận bằng lòng nghe. Nghe xong rồi suy nghĩ đúng mới hành theo. Đâu phải cái thằng đó nó đi gì, nó là người tốt. Thằng ăn cướp kia nó vẫn nói đạo đức được. Ma vương kia nó vẫn còn nói pháp Phật được. Cái thằng mà đầu trộm, đuôi cướp, đá cá răng dưa, nó vẫn nói nhân quả thì ác được mà. Nhưng mà quan trọng cái người đó, cái chấp nhận nó bằng lòng, nó sống đúng theo chân lý, nó sống đúng theo nhân quả thì ác hay không? Hay là nó nói một đàng mà nó thực hành một ngã? Cho nên tôi nói ra không phải là tôi sân si các cụ, các tín nữ, đừng nói tôi sân si. Đây có nhiều một hai bà cụ vậy đó. Ý mình có một chút học thức, thấy tôi tôn trọng, tôi kính trọng rồi muốn bẻ giò lái tôi cách giảng dạy của tôi. Thưa là từ xưa tới nay tôi đã khi tôi rộ cái áo đạo ra, các vị nói tôi cái gì cũng được hết. Nhưng mà khi tôi ngồi trên một giảng, là cái lập trường của tôi và tôi chuẩn bị cái gì trong tư tưởng của tôi rồi, là đừng nên góp ý cái chuyện hoàn pháp của tôi. Từ xưa tới nay bất cứ người nào góp ý chuyện hoàn pháp là người đó phải xa rời tôi. Bởi vì khi tôi nói trở lại thì chịu không nổi, tự ái. Cho nên những vấn đề tôi nói tôi cạo đầu cho nó mát, nó đâu có nhầm nhò gì đâu, thật sự. Mà thiệt, cái đầu tôi bây giờ không cạo là chịu không nổi. Chứ tôi cũng phải nhất thiết phải cạo đầu nữa. Nhưng bằng chứng, ví dụ như giáo sư Lê Mạnh Thạc. Mà bây giờ có ai dám ngồi mà ngồi ngay với ông không? Mấy chục năm qua, kể từ khi vào tù ra khám, ông để tóc luôn đó. Một vị giáo sư mà giữ giới tinh anh đó, dầu để tóc mặc đồ thế tục vậy đó mà không phạm phá giới phạm trai đó, chứ còn ông muốn làm gì ông làm cái gì, nhưng mà giờ có ai dám kêu ông là một ông cư sĩ không? Một giáo sư, một hòa thượng mà tất cả với thầy học trò mới xin kêu bằng thầy xin con. Hòa thượng Lê Mạnh Thác là bạn của Hòa thượng Tự Sĩ vừa mới viên tịch đấy. Cho nên tôi nói các vị rằng cái chuyện mà tu hành không phải ở chỗ cạo đầu đâu. Cái chuyện cạo đầu đó, người ta nói cạo đầu đó, nó lừa bịp thiên hạ đủ thứ cách. Tôi mà nói thật các vị, mà cái đầu tôi mà bây giờ mà nó đừng có nóng bức á, tôi vẫn để tóc, tôi giảng đạo cho các vị coi, mà tại vì tôi chịu không nổi. Cạo đầu mấy mươi năm nó quen rồi, nó mát cái đầu rồi, để là chịu không nổi. Chứ còn bây giờ mà các vị mà bây giờ mà nếu mà hiểu tôi hết như vậy rồi đó, một số tôi không có hiểu hết mà là một số đông vậy đó, khắp năm khắp các châu lục, từ châu Phi tôi chưa thấy ai thôi, tôi nghĩ cũng có. Còn châu Âu, châu Á, châu Mỹ, Canada rồi là coi như là rất nhiều đều có người nghe tôi hết rồi, cho tới các đất nước xa xôi cũng có người nghe hết rồi. Nói vậy không nghĩa là tự hào, tự đắc, tự kiêu, tự thị. Mà tôi rất mừng rằng tôi có được một số người hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, lý tưởng của tôi. Cho nên nói các Phật tử quan nghĩ thương phải hiểu. Rồi cái vấn đề mà tôi ví dụ, tôi nói tôi thấy con ruồi, tôi ám ảnh với một số thầy tu danh lại, nó có nhầm gì với các cụ đâu. Chứ các Phật tử đâu có chuyện tôi nói là tôi có lý do tôi nói. Đó để tôi minh chứng, tôi dẫn dụ một cái chuyện gì đó mà Phật tử đi bắt lỗi tôi là sao? Thật sự vậy đó, ai mà danh lợi tình tiền nhiều quá chết thành ruồi là chuyện lý đương nhiên. Nhân quả nó vậy. Mà nếu ông thầy tu nào mà tu đàng hoàng thì đâu có thành ruồi đó mà sợ. Mà tại sao các Phật tử sợ? Nó thầy nói vậy quá trớn, thì thầy thấy con ruồi, thầy thấy mấy ông thầy tu danh lợi. Tại thầy có các vị tu danh lợi hay sao mà các vị sợ? Những người mà các vị đang
đang ái mộ, đang kính mộ, đang mến mộ, đang yêu kiều, đang bưng bít, đây là những người đó là danh vọng hay sao? Mà quý vị sợ tôi nói vậy chứ? Đâu phải vì cái lời tôi quyền rủa mà người đó được thành rồi. 100, 1,000 hiện tại giờ có rủa người nào đó thành rồi thành mũi cũng chưa được mà. Thậm chí hiền thánh, thậm chí các vị chư thần muốn cho cái người đó làm rồi làm mũi còn chưa được mà. Chỉ có nhân quả nó quyết định thôi. Chỉ có mình mới quyết định cho mình mà thôi. Còn tôi nói vậy chứ không hề có tâm ác. Mà tôi nói vậy là vì tôi có một cái nỗi đau vô cùng vô tận, nó sâu thẳm, sâu lắng từ bấy lâu nè. Vì tôi thiết tha trong giới tu sĩ, giấy rách phải giữ lấy lề. Tôi thường nói tất cả quý thầy mà gần tôi xin điều đó trước. Tôi nói thầy tôi không tốt là làm gì đâu, tôi cũng bị mang tai mang tiếng vậy. Nhưng mà tôi nói với thầy, thưa một điều giấy rách phải giữ lấy lề. Thậm chí từ khi tôi còn 21 tuổi, tôi bắt đầu nuôi tăng chúng, mình ủng hộ tăng chúng, mình nuôi tăng chúng cho tới ngày nay, nó biết bao nhiêu cái chuyện thị phi vinh nhục, biết bao nhiêu cái sự bất đồng chính kiến, bất đồng ý kiến, thậm chí biết bao nhiêu sự phản phúc. Mà tôi không bỏ lý tưởng đó, tới bây giờ này tôi vẫn mời gặp chư tăng, tôi vẫn mời vậy. Tôi vẫn còn cái một tia hy vọng rằng là sẽ có một số chư tăng ta thật tu, thật tâm, chứ không phải một chư tăng ai cũng vậy hết. Dù là tôi nói ào ào vậy nhưng mà tôi vẫn có một tia hy vọng. Tôi không chán trường, tôi không bỏ cuộc. Thế nên là bây giờ cái chùa này là tôi chuẩn bị có bao nhiêu chư tôn đức mà bây giờ phải ngang với tôi, hoặc là nhỏ hơn tôi một vài tuổi đạo, thì như vậy anh em dễ làm việc. Có nghĩa là kỳ này tôi thay đổi một chút xíu nữa là phải có chư tăng mà ngang cơ với mình, bởi vì nó đồng, gọi là đồng giới, đồng những cái thời gian tu tập, để làm cái phép biết ma, để làm những cái điều mà quyết định cho tăng chúng, cho nó không có chuyện bị trên lệch. Đằng đằng có những lúc ở đây cũng bốn vị tăng trở lên, nhưng mà vì bốn vị tăng còn nhỏ, có nhiều vị còn nhỏ cho nên giống như chưa có hiểu được, chưa có hiểu hết được cái pháp biết ma, cho nên nó còn trên lại, nó còn bắt đầu một chánh kiến. Còn bây giờ rút kinh nghiệm là bây giờ là những vị tăng thôi. Nói như vậy thì cũng không hằng trách khi mà đều có cái buồn, rất buồn một chút. Tôi nói thẳng là chứ tôi không buồn. Là có nhiều vị thương mà không hiểu, rồi không hiểu nhưng mà lại thương, rồi thương rồi góp ý những lúc không đúng thời góp ý, không đúng chỗ góp ý, cho nên làm cho tôi núng nao, không khéo làm cho tôi lại lùi bước cái lý tưởng của mình. Các vị biết như cái cuốn sách tôi mua biết sao tôi, các vị thấy những sách về chữ chút mà phải ngồi dò từng chữ như thế này nè. Mặt sách ngày xưa nó quý vô cùng, không in lại, thế những sách bây giờ không in lại. Sách của tôi đây là những sách nào mà cả trớn là chắc là tôi xét, tôi luyện dục cùng rác hết rồi. Đây là toàn là những cái kinh bộ, dầu là đại thừa, và những cái cuốn sách rất quan trọng. Chứ còn sách mà viết lâu thôi, viết lâm chung, viết hộ niệm, viết giảm sanh rồi đó, tôi xé tôi chủ đất hết rồi. Nói chủ đất hơi quá trớn, giờ đêm nay Mỹ thì không có chủ đất, không có thế giới chủ đất, nghĩa là tôi xé tôi dục phòng rác hết rồi. Sách tôi là sách có giá trị thực tiễn, để vừa kết hợp đời với đạo. Cho nên bây giờ các vị biết tôi mất việc làm mang niêm rồi. Tại vì bà cụ đã mãn thành thì giờ tôi tính đi làm nữa, kiếm việc làm, nhưng mà tôi suy nghĩ thôi, để cho mình có thời giờ nghỉ ngơi, để mình lo cái chuyện nghiên cứu để giảng dạy sao cho nó ngày nó một hay cho Phật tử họ nghe, họ tu tập, chấp nhận hy sinh nữa, không bỏ cuộc mà. Tôi nói hoàn cảnh nào tôi cũng không bỏ cuộc. Cái lý tưởng của tôi là lý tưởng mà theo lẽ người tôi không được, mà tôi đã được thì tôi không bỏ cái lý tưởng hoàn pháp lợi sanh.
còn không ai mà mong bịt miệng tôi được đâu. Hồi ở Việt Nam mà không bịt miệng tôi được, mà muốn gì bây giờ tôi qua tới Hoa Kỳ này. Cho nên tôi nói các vị là không ai bịt miệng tôi được đâu. Các vị nào nghe bằng lòng nghe thì cứ nghe, không bằng lòng thì cứ tắt máy đi ngủ. Giờ này ở Việt Nam thì bây giờ cũng là 8 giờ rưỡi rồi. Nào dẫn xong rồi phải đi làm. Tôi vẫn còn hai việc làm ban ngày mà chỉ còn thứ bảy chủ nhật thôi. Thứ hai thứ tư tôi đi học. Càng đi học tôi càng thấy hay vô cùng. Thưa quý vị, mình nói nghe câu là không biết, không ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Hôm nay mình có thể mất đi một cái gì đó quý giá, nhưng biết đâu một ngày mai, ngày kia nó bù đắp lại cho mình cái thứ gì đó nó có giá trị gấp bao lần. Vì lý do đó mà có nhiều lúc tôi phải chấp nhận hy sinh, mất những cái thứ gì đó mà tôi trân trọng tôi cũng chấp nhận. Mà cuộc đời nó hay lắm, có khi mất cái này nó đền bồi cho mình một cái khác nó có giá trị hơn. Nếu như mình có một lý tưởng trong sạch, có một lập trường chính chắn. Nhiều lúc cái bước ngoặt cuộc đời tôi cứ nghĩ như mình đã bế tắc vậy, tất cả các cánh cửa như khép lại. Nhưng mà xin thưa các vị, mình vững tin đi, mình vững vàng đi, mình đừng nghĩ gì ích kỷ cho cá nhân mình đi, mình thoáng ra một chút đi thì cánh cửa lớn nó sẽ rộng mở đón chào. Rồi mình thấy cánh cửa nhỏ kia, đó là cái điều mình không nên tiếc nuối. Có những sự không may mắn tôi ngỡ mình bất hạnh, nhưng một ngày nào đó tôi ngồi ngẫm lại mới thấy mình may mắn vô cùng. Tuy nhiên tôi có cảm thông cho một số bạn đồng tu của tôi. Họ có những cái may mắn, họ ngỡ rằng họ có phước, họ được vinh cao lộc cả, họ được chức tước địa vị quyền lợi, họ được mọi người tôn kính cung phụng, họ tưởng nó họ may mắn. Nhưng mà ôi thôi, nó lôi cái ý niệm lành của mình, lôi cái ý thức tu hành của mình, cho tới một ngày nào đó họ nghiệt ngã đau thương. Nghiệt ngã đau thương. Cũng có những người họ kém may mắn, họ chưa đủ cái bản lĩnh, nhưng mà họ vội vàng, họ đứng lên, rồi cũng có những cái thất bại trong cuộc đời. Cho nên người tu giữa cái lằn ranh giữa may mắn và bất hạnh, nó cũng chỉ là đường tơ kẻ tóc. Nào ai đoán định được cái số phận của mình ngày sau, cái bài hát đó, nào ai đoán định được cái số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Nhưng mà thật ra hãy vững tin đi, bởi ta không thể đoán định được cái thứ mà nó còn nằm ngoài cái tầm tay của ta. Cái thứ trong tầm tay của ta nắm được mà nó còn mất đi, huống hà huống gì những cái thứ nằm ngoài trong tầm tay của ta. Ta biết được ngày sau nó sẽ ra sao, và ta đừng phó thác cuộc đời mình cho sự may rủi. Đó là những cái lời đó đó mà nó khắc sâu trong trí não của tôi. Cho nên tôi cứ nói đi nói lại hoài đó, là mình phải vững tin, mình mạnh mẽ, mình đứng lên. Và tất cả ai ai trong cuộc đời này nó đều phải bước qua những bước quanh của lịch sử. Đúng lý ra bữa nay tôi dành một bữa để tôi có cái lời tri ân đối với trưởng lão hòa thượng Thích Tuệ Sĩ,
dù là tôi không có được gặp Ngài, tôi không có được học trực tiếp với Ngài, mà tôi học qua những cái trang sách của Ngài, tôi học qua những cái bài dịch giải thi cố của Ngài, và tôi học qua những cái đức tính của Ngài, tôi học qua cái hành trạng của Ngài. Thật sự khi nghe Ngài ra đi, tôi mũi lòng, tôi kính tiếc. Đây là một bậc thật sự là tăng tài, đạo cao đức trọng. Một con người nhỏ bé mà như cội tùng vững vững trước gió đông phong. Có ai thầy tu mà bị cái án tử mà Ngài vẫn diễn nhiên chấp nhận cho mình án tử, để rồi cuối cùng được thế giới, được mọi người lên tiếng tha vọng, rồi dịch kinh, rồi viết sách, rồi giảng dạy, nói những lời khắc sâu vào tâm não của mọi người. Một vị có chức tước lớn của một cái tổ chức, vậy mà có khi chết chỉ trong nội bộ, chỉ trong bè đảng, chỉ trong phe phái, nó bưng bít, nó đưa lên mà thôi. Nhưng mà thầy tệ sĩ ra đi, cả thế giới dường như chấn động. Từ cái giới trí thức cho tới giới bình dân, từ cùng một đạo giáo cho tới các tôn giáo đều phải nghiêng mình cả nể. Cho nên con người khi sống, có khi mình chưa biết được người đó ra sao, nhưng mà khi chết đi mới thấy được cái giá trị thực tại cái đạo đức của họ. Bây giờ mình học tiếp cái đoạn còn lại để cho nó qua cái phần này, để mình học tiếp cái bức tranh trăng trâu thứ sáu. Là có thể tôi bức tranh trăng trâu thứ sáu là tôi mượn cái bài dịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ để một ngày tôi tạ ơn Ngài, tôi tâm đắc cái câu nói của Ngài mà tôi không bao giờ quên được: tình yêu là cơn bão dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt, nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Đó là câu nói của thầy Tự Sĩ mà tôi tâm đắc. Tiếp tục đoạn cuối của nói về lúc mới trăng: nhân đạo lớn nhất thừa tối thượng này, nếu như kẻ có căn trí bén nhạy thì vượt thẳng vào cõi Như Lai, còn đối với kẻ căn trí chậm lục thì sao? Tức phải công phu đạt được từ cái học thấp lên cao, phải theo phương pháp dẫn nhập từ từ, khiến cho người ta đi được một bước, lên được một cấp thì có cái quy mô của một cấp. Đó cũng là ý nghĩa của câu: đi xa là do từ gần, lên cao là từ nơi thấp vậy. Nếu mà kẻ thượng căn thượng trí ấy, thì giáp cục đá cũng hốt nhiên thành Phật, hốt nhiên đại ngộ. Có nghĩa là được thẳng lên bờ giác. Vì vậy mà thời buổi nào, sách vở nào, trí thức nào cũng chia ra con người làm ba cái hạng: thượng, trung và hạ. Thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Hay là gọi là căn trí, gọi là lợi căn, rồi trung bình, rồi độn căn là đành đành, vân vân. Thì bây giờ chúng ta hiện bây giờ nè, thật sự chúng ta không phải là hạng thượng căn rồi. Hạng thượng căn là vượt một bước lên bờ giác. Mình cầu cho được cái hạng trung căn này, hạng trung phẩm này là cũng may mắn rồi, mà không biết được không? Hay là mình là hạ phẩm, phàm phu, bạc địa? Đâu phải mình lên lợi
mình khôn ngoan, mình nhạy bén là mình giác ngộ đâu. Thông minh coi chừng bị thông minh hại, cái người mà thông minh quá coi chừng chính cái thông minh đó mà giết mình đó. Rõ ràng cái trên thế gian mà thông minh cỡ nào, vậy mà bây giờ các vị biết thế giới mười phương loạn lạc khắp mười phương vì cái thông minh ghê gớm vậy đó. Thông minh mà chế ra súng ống, đạn bom, tới nguyên tử hạt nhân đó. Càng lúc càng con người càng thông minh, mà nói chứ không ai cũng thông minh hết nghe. Có một số người càng ngày càng thông minh, một cái thông minh đó để đem ra để áp dụng vào cuộc sống của thế gian thì các vị thấy sao? Vô tình nó làm cho khổ đau vô cùng tận. Cho nên cái thông minh không phải là đưa tới thật dễ dàng thành Phật. Thông minh của chừng bị thông minh hại, có khi thông minh nó trở thành thông minh, sáng qua có thể nó trở thành mù tối. Tối đối với nhà Phật thì không gọi cái từ thông minh được, mà gọi là tuệ tri, tuệ kiến, tuệ giác. Mà coi như cái chuyện mà giác ngộ của Đức Phật là cần cái trí tuệ này là trí tuệ gọi là trí tuệ ba la mật, trí tuệ đáo bị ngạn, trí tuệ mà vượt lên bờ giải thoát, thì cái đó mới gọi là trí tuệ của bậc giác ngộ của tuệ giác. Tuệ giác đây không phải của ông thầy tuệ giác ông Kali nghe, ông thầy tuệ giác ông chết rồi, mà ông thầy đó cũng làm chủ một phương trời, cũng hừng hãy đó, mà cũng muốn làm bá chủ ở hải ngoại này đó. Nhưng mà trời bất dung gian, cũng không tránh khỏi hai chữ vô thường. Tránh không khỏi hai chữ vô thường. Mà cũng ra đi rồi, đã đi cả năm rồi. Nên đời này mình đừng có ham mà làm gì bá chủ á. Ngày xưa cỡ Arasan Đại Đế, cỡ A Dục Vương, cỡ Tần Sĩ Hoàng, cỡ bao nhiêu vậy đó, binh hùng tướng mạnh, coi như là quy quyền thế lực vậy đó, vậy mà đâu có ai chinh phục được hết quả địa cầu đâu. Có chăng là nửa quả địa cầu, phần ba, phần hai phần ba quả địa cầu là cũng cù đèo rồi. Cho nên con người ngày nay á, các vị để ý á, sau cái mùa Covid này rồi đó, là con người càng ngày càng giảm tuổi. Có những lúc ta muốn cãi lời được Phật, nhưng mà thật sự nó cãi không được. Tôi nhớ ngày xưa Đức Phật nói cái câu mà các huynh đệ nhớ, mình đâu có đem đạo Phật mình ra mình nói mình hù dọa ai chứ thật. Tức là lấy con người làm chuẩn, khi một vị Phật xuất thế tới thời kỳ là thời kỳ suy, tới thời Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời là thời kỳ suy, cứ 100 năm nó giảm đi một tuổi, 100 năm nó giảm đi một tuổi, mà lấy tuổi thọ trung bình của con người là 100 tuổi, như vậy thì 100 năm giảm đi một tuổi. Đây tôi nói xa cái vấn đề nữa mà nó hay nhớ tới đâu mà nói tới đó liền để cho các vị ý nè. Chứ các vị đừng có nói thầy giảng, thầy muốn cho rồi mà sẽ cứ kéo dài đó, thầy nói gì đâu không, không nói gì đâu không đâu nha. Nó sâu sắc lắm nha các vị. Kệ bầu đó, tôi nghĩ là chừng nào hết thì hết. Nếu nay nói rồi không nói nữa. 100 năm giảm đi tôi. Những lời nói đó tôi xưa ra tôi ngồi tôi ngẫm lại, Đức Phật nói chơi mà. Nói chơi mà thiệt thành chơi, giống như có tức thì không, tức thì có. Nhưng bây giờ này nè, mấy hôm nay nè, khoa học nó chứng minh nè, tôi mới thấy là tôi phục thi con Phật của tôi. Mà nếu không phải ông Phật tôi nói, thì
thì là mấy ông tổ của tôi nói. thì Phật tổ thì nương theo cái quay thành Phật, là con Phật truyền năng tục diệu cho Phật thì cũng như của Phật thôi. Nhưng quan trọng tổ thì nói gì nói không không trăm phần trăm như Đức Phật. Thậm chí có một số tổ thì nó cũng hơi quá lề. Đấy mà nói thật là tổ mà. Tổ là hành giả tương ưng thì danh viết tổ. Hành giả tương ưng thì danh viết tổ. Chứ đâu phải là đó là bậc giác ngộ như Phật đâu mà bắt buộc ta phải nói trúng trăm phần trăm. Cho nên nếu không phải là Phật nói thì tổ nói. Chứ để rồi cái đám mà xà rong, cái đám mà minh gia bảy chủng nó bắt lỗi đó Phật nói hồi nào thì kia nữa, rồi cái đám ở không nó rình rập đó Phật nói hồi nào nữa, nó Phật không nói thì tổ nó, mà cái gì trút chân lý là Phật. Phật nghĩa là không riêng một ông Phật nào, Thích Ca, Di Đà là Phật nào cả, mà Phật ở đây là nói là con người giác ngộ, người giác ngộ. Nó kể từ lại cái mốc từ Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, một vị Phật ra đời, bắt đầu là cái mốc đó là từ lúc đó là kiếp này là kiếp giảm, cho nên trăm năm giảm tuổi, trăm năm giảm tuổi, lấy từ 100 tuổi thì từ thời Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời tới bây giờ là 2000, coi như là 2600 năm. Thì như vậy 2600 năm, 26 thế kỷ, có nghĩa là về trừ ra chia ra 100 thì phải còn 26, giảm 26 tuổi không? Người Mỹ họ quyết chí, họ nghiên cứu những cái loại thuốc, những cái cách điều trị để họ làm cho người Mỹ này nè, họ phải sống thật dài, dầu rằng trường thọ thì không được, nhưng mà phải sống trên 100 tuổi. Hay, cái này hay, vỗ tay đáng quan nhân hay. Nhưng mà rồi đây, mới một tháng trước, y học, khoa học kết hợp để chứng minh là tại sao đàn ông chết trước đàn bà, đàn ông chết trước phụ nữ, rồi tại sao có tuổi thọ đàn ông giảm thọ hơn phụ nữ vậy đó. Rồi mới lấy cái trung bình ra để mà tính toán này kia nọ, thì cách đây 4 năm trước khi chưa có dịch, ở đâu cách như là trước khi chưa có dịch là năm 2015, 16, 17 á, thì con người đàn ông á sống trung bình tuổi thọ là 78 tuổi mấy đó. Rồi tới 2018, 19 thì người đàn ông sống còn 76 tuổi mấy đó. Rồi bắt đầu tới mùa dịch bệnh thì đàn ông bây giờ trên dưới là 75 tuổi. Bây giờ mới nghe ngày hôm qua y học khoa học nói rằng bây giờ sau khi mùa dịch bệnh này rồi, tính tới tính lui thì tuổi thọ trung bình của người Mỹ, người đàn ông Mỹ bây giờ chỉ còn có 73 tuổi mấy thôi. Đó, tôi có thấy trời ơi, Đức Phật của tôi, tổ của tôi, người ta nói y như kinh, bào chế đi, tiên dược đi, thuốc men đi. Rồi cuối cùng bây giờ qua cái cơn đại dịch bệnh Covid này rồi, thì bắt đầu rồi các vị thấy là đa phần tuổi thọ trung bình như vậy. Người xưa thì họ nói là sống 60 năm cuộc đời là thọ, và dưới 60 năm là hưởng dương. 70 tuổi là thất thập cổ lai hy. Rồi con người mình vì văn minh, vì hiểu biết, muốn cố gắng phát triển mạnh lên. Đó, để cho con người chứng minh rằng con người muốn đột phá, muốn làm cho cái nhân loại này nó hưởng hạnh phúc hơn. Nhưng mà các vị có hạnh phúc hơn được không? Có hạnh phúc hơn được không nếu con người không biết thương yêu con người không có đạo đức với con người, thì có hạnh phúc hơn được hay không? Thế rồi cuối cùng càng ngày cái giảm, thì 26 thế kỷ qua, lời cái Thế Tôn còn đó, còn in trong kinh đó, thì bây giờ này rõ ràng là tuổi thọ con người trung bình 73 tuổi hơn, trên dưới 74 tuổi.
Còn mấy cái vị mà bây giờ sống dai, ví dụ như bà cụ mà tôi chăm đó, 96 tuổi rồi, bây giờ các cụ bây giờ 90 có, 92 có, tôi đang chăm mấy ông cụ đây, cái chuyện đó mình không tính nữa. Các vị này coi như là quá tuổi rồi, nó thuộc cái thế hệ trước rồi. Bây giờ nói thế hệ hiện đương thời đây nè, thì rõ ràng Đức Phật của chúng ta nói không sai. Cho nên mấy thầy, mấy Phật tử nghe kinh để nghe rõ ràng, nghe chính xác, tư duy, suy nghĩ cho đúng như vậy đó, thì cũng gọi là khế kinh của Phật. Khế kinh của Phật là sự khế trên vật lý mà hạ khế chúng sanh cơ. Còn mình nghe kinh, mình học kinh mà ông thầy ông ngồi ông cầm cái máy cà phê nó nói sao sao, nói như là mình là rành nhất cái vũ trụ địa cầu này, thật sự không vô một trang kinh hết. Dầu gì đi chăng nữa tôi vẫn cầm biên bản, cầm giấy tôi giảng dạy đàng hoàng, không có ngồi đó mà nói chuyện mà mèo đẻ ra trứng, không có ngồi nói chuyện nó giả sử, tiền sử, lịch sử gì mà không có bằng chứng, không có sách vở. Thế là ngày nay trả lời thao thao bất tuyệt, trả lời để mua chuộc lòng thiên hạ, để cho nó vỗ tay, nó mua vui, để rồi nó móc túi, nó cúng dường. Để cái thứ đó là đem đi bán nước bọt, bán kinh sách, chứ lợi lạc cái chúng ta không bao nhiêu á. Nó chỉ lợi lạc, nó phái chí, nó cười sao chứ tháng ngày nó lo to, nó tính to, nó đau khổ. Rồi giờ nó lệnh lâu lâu nghe được ông thầy nó cười cho nó hả cơn ghiền là vậy thôi, chứ thật sự không có lợi lạc gì đâu. Vậy học bao quá phải học thật, bằng lòng chấp nhận nghe cái thật nói tồn tại đâu vậy. Ta là Phật vậy đó, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất gì ngữ giả, bất cố ngữ giả. Đi xa cũng do từ gần, lên cao cũng từ nơi thấp. Nếu như không biết ra tay hạ thủ con vua ban đầu, thì làm sao có thể đạt đến địa vị tột cùng được. Cái địa vị đây nó không phải là địa vị của thế gian, ở đây nó địa vị Phật. Địa vị tột cùng là địa vị Phật, trở về với Phật của chính mình. Vì vậy mà muốn trở về Phật chính mình thì phải đi từ gần cho tới xa, từ thấp tới cao. Cho nên trước hết phải do công phu tu tập mà nên. Không do công phu tu tập thì làm gì mà tới địa vị cao tột được. Hay không? Hết giờ. Còn học tiếp nữa vậy nha. Không bao nhiêu đây là hết. Vậy là coi như cũng chưa qua bài bức tranh chăn trâu, bức tranh chăn trâu thứ sáu được rồi. Còn nữa giờ còn hết giờ, giờ là 8 giờ sáng tới giờ tôi phải đi làm rồi. Có hẹn các vị vào thứ ba ha. Cảm ơn các vị lắng nghe.